Ôi má nó ăn kiểu gì trời. Cá ăn nữa bạn. Nó ăn nãy giờ chắc giờ dính hai con luôn rồi. Đừng vô dèo nha. Úi. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình với anh em đi câu ở ngoài bè câu Phước Thiền đó. Anh em đi trước rồi, bên kia. Hôm nay giới thiệu cho các bạn một điểm câu mới ở thành phố nha. Anh phải đi ở trên nha anh Quân. Rớt xuống là dính bẫy liền á. Ừ. Quân ơi, em lừa anh á, đi dưới nó đã rồi. Dám không, ít dẹp luôn. Bè ở đây nha các bạn. Bè này của anh Tuân. Anh em mình thi thoảng rảnh rảnh ra đây câu. Này là sông Đồng Nai nha các bạn. Đi luôn đi anh, không giờ được chiêu mà lên mình rửa. Lên bè mình rửa xong. Quyết định mặc quần đùi là một quyết định sáng suốt phải không? Có một sự nghiêng nhẹ. Đây anh em mình sẽ lên thuyền đi ra bè nha các bạn. Bè ngoài đây nè, cũng gần thôi. Trời ơi các bạn, Tiểu Cương. Anh chó cưng không Linh? Nó mừng á. Đây anh em mình lên bè rồi nha các bạn. Bè này không có nuôi nha. Bè này chỉ bè này hồi trước cũng nuôi nhưng mà bây giờ hết nuôi rồi. Trong đây cũng có cá nhưng mà toàn cá anh em câu lên bỏ vô. Các bạn, sông Đồng Nai. Rồi hy vọng anh em mình có một trải nghiệm cho các bạn xem nha. Chào mọi người đi. Hello. Everybody. Vô đây câu nè, đầy cá nè, bo nhẹ cái cua cái. Quẩy đóng rồi các bạn, cá chê. Rồi, xong. Rồi anh em mình sẽ câu đây nha các bạn. Bây giờ anh em mình tiến hành bóp mồi rồi thả câu. Hôm nay mỗi anh em sẽ câu 2 cần nha các bạn. Cần của mình. Này có 4 anh em câu với nhau. Này lên cá đầu tiên nữa các bạn. Cá mì Vinh. Đó. Quá im chưa các bạn. Con này là mì Vinh chứ đâu phải mì Vinh đâu anh. Đúng không? Mì Vinh. Đi. Im gu luôn. Dính thì dính nữa. Im gu luôn nha các bạn. Cá lên đều lắm.
nó ăn kiểu gì trời. Cho ăn nữa các bạn. Nó ăn nãy giờ, chắc giờ dính hai con luôn. Đừng vô dèo nha. Úi. Ăn dữ à. Con gì đây? Cho anh cái vợt. Ê, súc con rồi, súc con rồi. Mấy súc con bự nè. Lấy cái vợt cái linh. Súc con rồi. Súc con, dính hai con được. Nè. Lấy đi anh, nó lấy. Súc con rồi. Rồi vớt nè. Không, nó súc mỏ. Dính này nha các bạn. Nó chép. Nó dính hai con á, nó xảy con rồi. Hồi nãy một con nó không kéo được. Giờ dính thêm con. Súc con nhỏ rồi. Nè. Đây nè. À. Nè. Rồi, vô, vô chưa? À, ok. Kéo vợt kìa. Xả dây đi. Rồi, rồi, xả. Xả dây rồi, để xả. Xử lý con này xong thì được uống vô. Xử lý đi, nhưng mà để anh làm vô ra. Êm à. Một con. Ugo ha. Nó hai con mà nó chảy mất con rồi. Con nhỏ nó ăn trước. Nó giật cái đầu cần không được. Cái con này mới ăn sau nè. Con này là con kéo công cần đi nè. Rồi. Để đâu? Cất vỏ này đi. Cất vỏ kia đi, vỏ kia bự á. Vỏ nào? Vỏ này anh thấy. Vỏ này nhỏ nó rút á. Nè các bạn. Bàn tay mình nè, bự hơn bàn tay luôn nha. Hồn nó đẩy vô vỏ nó đi. Tuyệt vời. Nó ăn nãy giờ mà anh không giật, chắc dính mè dính hay gì á. Giờ để lâu mới dính con này thôi. Nhẫn vô à. À rồi hiểu rồi nè. Rồi. Được chưa? Rồi. Hết gà. Êm. Đây nè các bạn. Ăn mới lên nè. Bị cá chép. Mày coi mày dinh nhỏ nhỏ chút xíu thả nó. Thả đi mày ơi. Giờ thả luôn đi. Hồi nãy là tại em chưa có nhớt thôi, em phải giữ. Mày nhỏ. Nhỏ quá thả đi. Mày dính. Mẹ quá. Hơn cho con cá mè là lên con đây. Mũ lớn cầu. Em gù gù. Em mặc rầu nè. Mặc dính cá em mở nhạc nghe. Trên đây có phục vụ âm nhạc luôn nha các bạn. Lên luôn. Chắc phải giật rồi con bự. À. Nó vô nớt thêm cái kia. Cá chép vàng. Cá này để nhà bảo hộ luôn. Nhỏ tí đứng à. Cái cần kia ra rồi mà. Luôn. Này người ta gọi là nhỏ mà đua đòi ấy đúng không? Cá chổng. Mình mới lên cá mì dinh nữa các bạn. Này mì dinh hay mì dẫn ta? Coi như là không biết đi. À. Tiếp tục. Còn cần nào không cho anh cái? À, anh trong cần anh giỏ không cần mà. Trời ơi. Lú luôn rồi.
cá nữa nha các bạn. Cá Úc chắc biết ngay là cá Úc mà. Cá Úc nè anh Quân. Đã chứ không đã. Con này nó sốc á. Lấy gì gỡ này. Cá này đầm đầu lắm nha các bạn. Đây là ngày của tôi rồi. Cá Úc nha các bạn. Bắt vô luôn. Ê cá Úc này không bỏ vỏ này được rồi. Nè bỏ trong cái thau thôi. Vỏ em để đâu? Cái vỏ nhỏ trong. Cái gì? Coi cái vỏ luôn nhỏ của em trong lấy ra bò đựng cá Úc. Ừ. Cái vỏ nhỏ hả? Ừ. Tiếp tục nha các bạn. Để đâu? Vỏ của em á. Lên cá Úc luôn. Lên mượn cá Úc coi. Nó kêu éc 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 éc. Nè các bạn, lên cá Úc nữa nè. Thôi, nó sóc. Nè cầm đi, sóc á. Anh đang quay phim mà. Ừ, tôi đang làm thẻo nè. Cuối cùng ông gỡ với ai gỡ không rồi. Gạt đỡ đi. Không, có cá Úc đi chịu kho tiêu. Cá Úc này bự không? Không, con này nhỏ nhí à. Bữa anh câu cá Úc cầm tay á. Con cầm tay là gọi là cá Úc già lắm vậy đó. Chứ cá Úc làm gì có tầm đó. Rồi, dính cá nha các bạn. Sát cá Úc. Cá chép luôn. Lên bạn. Đẹp quá ha. Ừ, con này dần ươm mà. Thả đi. Ừ, thả. Đẹp quá. Nãy giờ nó ăn xỉ mấy cái rồi. Nè các bạn, cá chép nha. Đẹp quá, thả đi. Bạn tôi nè bạn, cá chép dần ươm mà. Bỏ nó vô vỏ nha các bạn. Rồi. Nhưng Linh đi mình hên hay sao á Linh à. Cá dưới đây không phải nuôi đâu, cá dưới đây là mấy anh em câu lên thả vô. Vậy hả? Ừ. Tiếp tục. Trong đây cũng là cá nuôi luôn hả? Coi em bắt cá chép nữa nè. Không, trong ở ngoài đây là tự nhiên nè, còn trong đó là rộng lại. Nó đưa vô đường nào ra? Tự nhiên lại vô đường nào đây? Đâu có rào lưới đâu. Lưới. Không, nó thông ngoại luôn á. Không có lưới đâu. Lưới nãy giờ mình câu dưới cần rồi. Để bạn, bữa trưa của anh em mình nè. Hay có anh Tương chủ bè nấu cho anh em mình ăn nha. Đây. Wow. Bữa ăn cơm cắt thánh. Ngon quá, ngon quá. Ngon không? Quá ngon. Rồi, món mà. Anh giới thiệu món cho. À, anh Quân giới thiệu món cho các bạn coi đi. Đây là đầu cá to như đậu hũ. Có nấm nữa nha, cỡ có củ cải nữa kìa. Cá chiên, rau luộc. Ồ, cành cá trứng nè các bạn. Chiên nữa quá. Trứng nè. Trời. Trứng này mà chấm nước mắm chén nó mắm ớt ha. Nè, trời ơi. Trời đúng bài rồi. Né đâu được nữa. Thôi mời mọi người ăn chung với anh em mình nha. Cá Úc đây. Không, cá sát hả? Cái con cá mà mắt trong trong mình hay câu được á. À cá mà đi đợt câu của chi á. Cái gì kêu quá trời. Chuông trong đây nè. Rồi, mà cái nhà ăn cơm. Xin những đồ ổn trước đây. Rồi mời mọi người ăn cơm nha. Rồi sức phàm. Hạnh phúc. Đó là hạnh phúc. Đúng không? Này đặc sản sông nước là cái này nè. Ừ. Cái này gì ạ? Bầu lục bình đó. Lục bình hả anh? Ừ. Lục bình. À, ngãi ra hả? Này các bạn, đậu lục bình nè. Còn cái này đầu cá. Đầu cá chép chân tương.
món này nghe thôi, giờ mới được ăn. Ừ, giờ được ăn. Hồi xưa là nghe thôi. Nghe bà má nói ăn được thôi chứ chưa ăn. Phải cuộc sống à? Đã không? Trứng cá nữa mà. Nào, trứng cá chép nè. Là số cuối tuần, tập trung cuối tuần. À, một mình anh làm đủ hết không? Đây nhiều khách á. Đó. Phải nè, đó. Tôi cầm luôn rồi. Đúng rồi. Cầm luôn rồi kìa. Đấy, cái tép. Cầm luôn rồi. Để nó nhịp nữa đi.